Hà Trí Quang và Thanh Đoàn, nhà hàng, bộ ảnh cưới theo phong cách cổ trang chụp tại Trung Quốc. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn thực hiện bộ ảnh đầu tiên theo phong cách cổ trang. Cả hai hiện đang ở Trung Quốc để chụp ảnh cưới. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn thực hiện bộ ảnh đầu tiên theo phong cách cổ trang. Cả hai hiện đang ở Trung Quốc để chụp ảnh cưới. Trên trang cá nhân, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn tung những khoảnh khắc đầu tiên của bộ ảnh được thực hiện theo phong cách cổ trang. Hà Trí Quang cho biết đây chỉ mới là những hình ảnh, nhá hàng, ban đầu, khi nào có ảnh chính thức sẽ chia sẻ với công chúng. Được biết Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã đến Trung Quốc để chụp ảnh cưới. Cả hai dự định ở lại đây trong nhiều ngày để thực hiện nhiều concept khác nhau. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn chụp ảnh theo phong cách cổ trang, cả hai có những khoảnh khắc tình tứ trong bộ ảnh chuẩn bị cho đám cưới về đám cưới. Ban đầu cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 5, nhưng sau đó hoãn lại đến tháng 11 năm nay để có thêm thời gian chuẩn bị. Hôn lễ sẽ diễn ra ở ba nơi là Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc. Dự kiến đám cưới của Hà Trí Quang và Thanh Đoàn sẽ được tổ chức trình trang. Có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí. Trước đó vào tháng 10 năm 2023, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã tổ chức lễ ăn hỏi hoành tráng tại Đồng Tháp. Cặp đôi có khoảng thời gian hẹn hò bí mật trước khi thoải mái công khai chia sẻ về chuyện tình cảm. Thời gian vừa qua, hai anh chàng từng vướng tin đồn rạn nứt nhưng sau đó nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn có với nhau hai con. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã có một cặp song sinh một trai một gái chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ. Chuyện tình cảm của cả hai nổi tiếng trong cộng đồng LGBT và giới nghệ thuật nhận được nhiều sự ủng hộ. Hà Trí Quang sinh năm 1986, là diễn viên quen mặt với khán giả qua một số bộ phim như Lâu Đài Tình Ái, Hoa Giả Quỳ, Những Mảnh Vỡ Phù Hoa, Hoa Nắng. Tìm Chồng Cho Vợ Tôi, Bạn Đời Của Anh là Thanh Đoàn, sinh năm 1992, làm kinh doanh online. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn hạnh phúc bên nhau khi về chung một nhà. Nam diễn viên 38 tuổi từng chia sẻ khi công khai yêu đồng tính. Anh sợ bị mất việc, ảnh hưởng đến tên tuổi đã xây dựng trong nghệ thuật. Tuy nhiên đã chấp nhận đánh đổi tất cả để sống thật với bản thân và thể hiện tình cảm với người mình yêu thương.